Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trấn Yên, Yên Bái đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Sĩ Trung, 43 tuổi, ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bố mẹ vợ của Trung. Qua điều tra, chiều ngày 24 tháng 8, Trung đến nhà bố mẹ vợ là ông Phạm Ngọc Mười và bà Nguyễn Thị Mắng, cùng 73 tuổi, ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, để vay tiền làm giỗ cho mẹ đẻ, nhưng không được cho vay vì trước đó Trung đánh bạc bị thua tiền. Trong lúc bực tức, Trung cầm dao thủ sẵn trong người, đâm ông Mười và bà Mắng, khiến ông Mười tử vong. Còn bà Mắng bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng khi tới khu vực thôn An Phú, xã Lương Thịnh, thì bị tổ công tác của công an huyện Trấn Yên phát hiện bắt giữ.